Xin chào tất cả các bạn và bà con chăn nuôi. Các bạn có tin được đây là một chiếc máy thái trục đứng, có thể thái được tất cả các loại thức ăn xanh cho gia súc, gia cầm. Vừa có thể thái mịn, vừa có thể thái lát. Mà hiện nay trên thị trường dòng máy trục đứng này chưa có loại nào như vậy ạ. Ok, sau đây xin mời các bạn và bà con cùng tôi đi vào chi tiết của máy. Chiếc máy trục đứng thế hệ mới của xưởng chúng tôi được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng đem lại hiệu quả rất cao. Ở đây chiếc máy này thì chúng tôi là thiết kế tay cầm này. Đó, là bánh xe. Nên là quá trình di chuyển rất dễ. Đây các bạn thấy ạ. Đó, các bạn muốn di chuyển đi thái thì rất dễ dàng luôn. Rất nhẹ nhàng ạ. Và chiếc máy thái này chạy bằng động cơ 1,5 kW trở lên các bạn nhé. Đối với các dòng máy trên thị trường hiện nay đa số là chạy bằng động cơ 2 kỳ 2. Nếu mà các bạn và con yêu cầu và muốn thái khỏe hơn, nguồn điện của các bạn khỏe thì muốn lắp 2 kỳ 2 thì xưởng chúng tôi đều đáp ứng được ạ. Chiếc máy này rất đặc biệt các bạn ạ. Chiếc máy này vừa có thể thái mịn để chế biến thức ăn xanh cho lợn, gà, ngan, ngỗng, vừa có thể thái thô để phục vụ chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê và cả cá nữa. Chỉ cần với một lưỡi dao các bạn nhé. Chỉ cần với một lưỡi dao và các bạn không cần tháo lưỡi dao ra để thay lưỡi dao mới. Muốn thái mịn hoặc là thái thô, thái lát như thế hệ của dòng máy cũ ạ. Với một lưỡi dao thôi mà làm được hai chức năng luôn, vừa thái mịn vừa thái lát. Chỉ với một thao tác rất đơn giản là các bạn có thể chuyển đổi được cái chức năng thái mịn sang thái thô. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn và bà con cái chức năng đó, ai cũng có thể làm được ạ. Sau đây để thấy được cái độ hiệu quả của chiếc máy này đem lại thì tôi sẽ thái cho các bạn và bà con xem. Trước tiên là tôi thái với chức năng thái mịn trước ạ. Xin mời các bạn và bà con quan sát. Ở phía trước này có cái tấm chắn này. Khi các bạn muốn hứng lấy cái nguyên liệu của mình thái ra ấy, thì các bạn cho cái tấm chắn này hạ xuống một chút. Đó, ở đây có cái ốc này, các bạn siết chặt vào. Thế là được ạ. Đó, chiếc máy sử dụng rất đơn giản. Các bạn chỉ cần cắm điện vào là thái thôi ạ. Để giải đáp thắc mắc của các bạn là bà con những cây chuối già ấy có thể thái được không? Ạ. Ở đây chúng tôi có hai cái cây chuối. Các bạn thấy đấy ạ, ở đây là cái lõi của cây chuối đấy ạ. Đó, lõi của chuối. Cây chuối này là đã được thu hoạch buồng rồi nhá các bạn nhá, nên là nó rất già. Và những cái cỏ voi đây, cái thân rất cứng. Chiếc máy này đều xử lý rất tốt. Đó. Và các bạn bà con quan sát. Đây ạ các bạn,
Ban nãy tôi có nói là chỉ cần một thao tác rất đơn giản thì các bạn sẽ trên chiếc máy thái trục đứng này thì sẽ chuyển sang chức năng khác ạ. Đây các bạn quan sát, ở đây có cái đằng sau cái motor này có cái ốc hãm này. Đó, các bạn là tháo cái ốc hãm này ra. Cái thao tác này các bạn là bà con chăn nuôi thì ai cũng có thể làm được. Đó, tháo ốc hãm ra. Các bạn quan sát ở đây có cái tay cầm này. À, đây có tay cầm này. Các bạn ạ. Giữ vào cái tay cầm này và đẩy lên phía trước. Đó. Ở đây có cái dây cô loa này. Các bạn chuyển cái dây cô loa này lên cái bu ly phía trên. Đó. Đã xong. Đó, các bạn bây giờ là tiếp tục siết cái ốc hãm của motor vào. Đó, vậy là bây giờ là các bạn và bà con đã chuyển sang cái chức năng là thái thô để chế biến thức ăn xanh cho trâu bò, ngựa, dê và cả cá đấy ạ. Đây, sau đây tôi sẽ lùi cái máy sang một bên để lát nữa thái sẽ không vào cái chức năng thái mịn ban nãy để các bạn dễ so sánh giữa hai chức năng. Cũng như là ban đầu thôi, để tôi sẽ thái đến cho cái nguyên liệu là rơi phía gần này. Các bạn hạ cái tấm chắn này xuống. Sau đó tôi sẽ thái cái nguyên liệu cho nó bắn ra xa. Đó. Đó, chức năng thái thô rồi. Đó. Còn khi mà các bạn muốn bắn ra xa thì các bạn nâng lên. Thì thức ăn của các bạn là thái bắn ra xa thì các bạn là thái rất nhiều mà không lo bị đầy bị máy đó. Oh. Mày thái rất nhanh các bạn ạ. Chiếc máy này không chỉ thái được những cây chuối này mà thái được cả cái cỏ voi, cây lau, cây mía, cây chít, chiếc máy này đều xử lý được ạ. Đây là những cây cỏ voi đây, thân rất cứng. Tôi thái rồi các bạn mà con xem. Mày thái rất nhanh các bạn ạ. Ok, tôi vừa thái xong với chức năng thái thô. Tôi sẽ tắt máy đi để các bạn so sánh giữa thành phẩm giữa hai chức năng ạ. Một chiếc máy vừa thái thô được, vừa thái mịn được, rất tuyệt vời các bạn ạ. Đây ạ, đây là với chức năng là thái mịn, rất mịn các bạn ạ. Thái mịn này, đó. Cái này là bắn ra xa. Khi thái lượng nguyên liệu nhiều các bác nâng cái tấm chắn lên là thái bắn ra xa, cái này thái được rất nhiều đó. Còn đây là của chức năng thái thô đấy ạ. Các bạn thấy sao ạ? Đó. Thế nhá, thái mịn nha các bạn nhé. Đó, thái mịn này, thái thô này. Rất tuyệt vời. Ngay cỏ voi. Máy xử lý rất tốt. Đó. Khi thái thế này thì nó rất phù hợp với đặc tính của loại ăn cỏ các bạn ạ. Đối với lý do thái mịn nên nếu mà các bạn đem về chế biến cho đàn gia súc lớn ấy thì cũng được thôi, nhưng mà khi mà thái mịn như thế nó sẽ không phù hợp với đặc tính của loài nên đàn gia súc của các bạn sẽ không muốn ăn. Còn khi mà thái thô thế này thì phù hợp với đặc tính của loài ăn cỏ. Đó. Các bạn và bà con quan tâm đến máy thái trục đứng đa năng của xưởng của tôi, hãy để lại số điện thoại hoặc liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn rõ cho các bạn và bà con làm sao sử dụng máy một cách hiệu quả nhất ạ. Các bạn hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ để cập nhật những sản phẩm mới nhất của xưởng chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn và bà con chăn nuôi.